Chào các bạn. Trong thời gian vừa qua, tình hình rất căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam, và gần ngày hôm nay lại bắt đầu có diễn biến mới, đó là tình hình giữa Campuchia và Việt Nam. Và sau lưng tôi đây, khu nhà đỏ phía sau mà các bạn đã thấy, thì đấy là khu nhà của Đại sứ quán Campuchia tại Berlin. Và sau đây thì chúng tôi sẽ mời các bạn đến ngay cạnh khu nhà đó để chúng ta tường thuật trực tiếp cái diễn biến xảy ra vào thời gian qua, và đặc biệt là cái thời gian gần đây trên những trang truyền thông của quốc tế đã đăng tải liên tục những cái thông tin về việc mà các bạn đã thấy. Đây là đài truyền hình Asia mới đăng cách đây vài tiếng đồng hồ về cái thông tin là Campuchia đang có thể sẽ cho Trung Quốc thuê một cái quân cảng và một cái khu vực để làm sân bay quân sự. Thì điều đó rất nguy hiểm đối với Việt Nam, bởi vì cái nơi mà Trung Quốc thuê ở đó ngay sát biên giới Việt Nam, tức là chỉ cách cái vùng Kiên Giang rất gần, và Phú Quốc thì cũng rất gần, tức là chỉ bay ít phút là có thể tới, và nó uy hiếp rất mạnh về những cái bảo vệ chủ quyền biển đảo ở phía nam của Việt Nam. Đây các bạn nhìn thấy, đây là bài báo mới nhất của Asia. Và trước đấy thì các bạn cũng đã biết, trên các báo trong nước cũng đồng loạt đăng những cái tin này, đó là Campuchia âm thầm với Trung Quốc dùng căn cứ hải quân trong 30 năm. Đây là báo Tuổi Trẻ đã đăng, và đây là hình ảnh ở căn cứ không quân, căn cứ hải quân. Đây là hình ảnh căn cứ hải quân của Campuchia mà phía một số cái hãng thông tấn nước ngoài nói rằng là đang có thỏa thuận bí mật, có thể có thỏa thuận bí mật giữa Campuchia và Trung Quốc để cho thuê một phần quân cảng này cũng như là những cái sân bay ngay cạnh đó. Thì điều đó nó uy hiếp đến các vùng lãnh thổ ở biên giới phía nam của Việt Nam, và từ đó đến thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đến Kiên Giang hoặc đến Hậu Giang rất là gần, và đặc biệt là đảo Phú Quốc. Đấy. Và tất nhiên ngay sau cái tường trình này thì tôi lát nữa tôi sẽ đến đây đến đưa các bạn đến sứ quán, trước cửa sứ quán, và tiếp tục tường trình về cái diễn biến đã diễn ra mà hiện nay trong nước đang luôn luôn theo dõi, đó là việc tàu Trung Quốc đã xâm phạm vào thềm lục địa của Việt Nam, đó là những chiếc tàu mà họ dùng để bảo vệ những cái tàu thăm dò của Trung Quốc và đi càng ngày càng sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và không chỉ Việt Nam mà cả Mỹ và các nước khác đã lên tiếng và để yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng cái luật biển quốc tế, và điều đó đang gây cái nguy hiểm rất lớn ở trong nước, đó là việc mà bất cứ lúc nào thì Trung Quốc có thể dùng những cái cánh quân từ biên giới phía Bắc tràn xuống, rồi từ vùng Biển Đông họ có thể thâu tóm, thao túng các đảo và có thể đưa tàu đổ bộ vào phía từ Biển Đông vào. Và ngoài ra thì bây giờ cái diễn biến mới nhất đó là từ biên giới phía Nam thì đã có những cái thông tin nói rằng là Trung Quốc đang tìm cách để thuê cái căn cứ hải quân của Campuchia cũng như là căn cứ không quân, thành lập căn cứ không quân ở đó, và như vậy nó uy hiếp rất gần đến những cái địa điểm nhạy cảm của Việt Nam, đó là cả vùng phía Nam của Việt Nam đã bị uy hiếp. Và bây giờ chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến trước cửa tòa đại sứ quán Campuchia để chúng ta cùng xem cái diễn biến tiếp theo của tường trình này. Ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2019 từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chúng ta đang đứng ở đây, phía sau tôi là tòa đại sứ của Campuchia tại Berlin, và cũng trong thời gian vừa qua đã xảy ra những cái vụ sự kiện rất quan trọng mà liên quan đến chủ quyền của Việt Nam, đó là việc những bài báo ở trong nước cũng như báo nước ngoài đã liên tục đăng tải những cái thông tin về việc là Campuchia cho Trung Quốc thuê quân cảng và thuê sân bay để có thể qua những cái việc đó có thể khống chế Việt Nam từ phía Nam. Đây là cái bài báo mới nhất mà có lẽ các bạn chưa được biết, do đài truyền hình Asia đã đăng tải về cái việc này. Đây là bài báo mới nhất của Asia, và trong cái thông tin của Asia đã nói rất rõ là việc Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã đưa ra cái bác bỏ về cái thông tin mà Campuchia đã cho Trung Quốc ký hiệp ước bí mật để cho Trung Quốc thuê một quân cảng hơn 30 năm và sau đó gia hạn tiếp, cũng như là có thể sử dụng những cái sân bay mà được phía doanh nghiệp Trung Quốc thầu lại và sử dụng đó làm sân bay quân sự. Và cái điều đặc biệt mà những cái tờ báo này đã đăng ở trong và ngoài nước, các bạn cũng đã có thể tham khảo được rất rõ. Đây là cái thông tin mà báo Tuổi Trẻ cũng đã đăng vào thời gian qua, đó là Campuchia âm thầm cho Trung Quốc dùng căn cứ hải quân trong 30 năm, chấm hỏi. Vâng, và trong bài báo này thì rất rõ là Trung Quốc được cho là đã ký một thỏa thuận bí mật với Campuchia nhằm hưởng các đặc quyền để tiếp cận một căn cứ hải quân của quốc gia Đông Nam Á này. Đây là, và cái thông tin này
là do họ trích đăng từ thời báo phố One vừa đưa tin. Đây là hình ảnh của một cái quân cảng của Campuchia, đấy là quân cảng Rim của Campuchia, và cũng chính cái quân cảng này là cái nơi mà Trung Quốc được cho rằng đã ký cái hiệp ước bí mật để thuê lại một phần của quân cảng này. Đây là cái thông tin mà chúng tôi đang truyền tải cho các bạn. Và sau lưng chúng tôi đây là đại sứ của đại sứ quán của Campuchia tại Đức, và những cái thông tin đó chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ ngoại giao của Campuchia, cũng như phía Việt Nam cũng phải đánh giá lại vấn đề này. Bởi vì các bạn cũng đã biết, phía Nam của chúng ta giáp với Campuchia, và cái quân cảng này khi mà Trung Quốc thuê được và đưa những tàu chiến và tuần quân sự ở đó thì sẽ rất nguy hiểm cho vùng phía Nam, bởi vì từ đó mà bay thẳng sang Kiên Giang hoặc là Phú Quốc thì rất gần, chỉ ít phút thôi. Là nếu mà khi có chiến sự xảy ra thì những chiếc máy bay đó có thể đem bom mà giải rất nhanh ở những cái vùng đó, và thậm chí nó có thể bay thẳng vào thành phố Hồ Chí Minh để khống chế phía Nam. Thế như vậy là cái gọng kìm của Trung Quốc xây dựng để khống chế những cái nước, đặc biệt là Việt Nam, khi đang có tranh chấp với chủ quyền biển đảo, thì điều đó rất nguy hiểm. Khi biên giới phía Bắc, là các bạn cũng đã biết, vào năm 1979 đã xảy ra cuộc chiến biên giới phía Bắc, và rất nhiều quân đội Trung Quốc đã tấn công vào Việt Nam và đã tàn phá làng mạc ở đây, giết rất nhiều người dân Việt Nam và những người bảo vệ ở tổ quốc Việt Nam, đó là những người lính. Và sau đó Trung Quốc đã rút về và họ nói rằng đó là dạy cho Việt Nam một bài học. Hiện nay tại các vùng biển ở Việt Nam, tức là vùng biển Đông, thì cũng liên tục xảy ra những cái va chạm của những cái tàu chiến cũng như là những cái tàu dân quân của Trung Quốc, và họ nói rằng đấy là cái vùng thềm lục địa của họ, với đường lưỡi bò họ vẽ ra. Và ngay cả báo chí trong nước cũng như báo chí quốc tế đã liên tục đăng tải những cái thông tin này để các bạn cũng có thể trực tiếp tham khảo những cái thông tin như vậy. Đây là thông tin như vậy. Và cái việc căng thẳng đó chưa dừng lại ở đây, nhưng hiện nay Trung Quốc tiếp tục vươn bàn tay sang Campuchia. Họ sử dụng những cái quân bài viện trợ không hoàn lại, cho vay vốn ưu đãi, để hoặc là đưa những doanh nghiệp rất lớn của Trung Quốc vào Campuchia để bao thầu một cái diện tích đất đai cực kỳ rộng lớn, và họ bao thầu cả những cái khu vực như những cái khu vực vùng biển, mà cái điều đó sẽ gây cái bất lợi cho Việt Nam nếu những vùng biển đó sẽ được sử dụng về những cái cho những cái việc mà cần thiết lập căn cứ quân sự. Và trước đó thì Mỹ cũng là một nước đã lên tiếng yêu cầu Campuchia giải trình về vấn đề này. Thì đây là một cái bài báo gần đây nhất mà các bạn có thể tra cứu ở trên đài BBC của London đã đăng rằng Mỹ đòi Campuchia giải trình về khả năng cho Trung Quốc đặt căn cứ. Đấy, đây là hình ảnh đây. Và đây là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ yêu cầu Campuchia giải thích lý do tại sao họ đột nhiên từ chối để đề xuất sửa chữa căn cứ hải quân, và nói rằng quyết định này làm dấy lên suy đoán về kế hoạch cho Trung Quốc đặt căn cứ. Tức là phía Mỹ cũng mong muốn rằng là có thể là sửa chữa một cái căn cứ hải quân này cho Campuchia, sửa chữa thôi. Thế nhưng mà Campuchia đã từ chối, và họ đặt cái câu hỏi, và chắc chắn rằng phía Mỹ họ có những nguồn tin tình báo của họ, và đặt câu hỏi phải chăng là Campuchia đang dành cái lợi thế này, để cái lợi thế này cho phía Trung Quốc, để Trung Quốc có thể thuê lại những quân cảng đó, và để ngược lại thì Trung Quốc có thể có những quyền lợi khác từ Campuchia, được hưởng từ Campuchia. Hello. Yeah. I have that's a very that's even that's defense. Vâng, các bạn nhìn thấy cái thông tin này, chúng tôi đã xin phép quay tiếp tục. Và đây là có một cái người ở trong sứ quán Campuchia. Vâng, chúng tôi vừa quay và truyền hình trực tiếp cái chương trình này thì thấy có một cái người dường như là bảo vệ của cái tòa đại sứ này. Họ ra, họ nói và họ hỏi chúng tôi làm gì. Và tôi còn rất rõ rằng là chúng tôi là một cái phóng viên báo chí, và chúng tôi tiếp tục tường thuật chương trình này. Và trước đó các bạn cũng đã có thể tra trong cái thông tin được biết rằng là Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã sang thăm Trung Quốc hàng tuần, một tuần, và đã được nhận 150 triệu USD và 100.000 tấn gạo. Thì đây là cái thông tin mà ông phía ngay báo chí trong nước cũng đã đăng về cái thông tin này. Đấy. Thế thì đây là cái điều mà rõ ràng là Trung Quốc đang tìm mọi cách để gây những ảnh hưởng và thu thập những cái thông tin
mà gây có thể gây bất lợi cho Việt Nam nếu như họ đặt được căn cứ quân sự tại Campuchia ở ngay phía nam của Việt Nam. Và trong cái thông báo đó thì họ có ghi rất rõ những cái vấn đề mà phía Campuchia có thể hưởng lợi, đó là nhập khẩu 100.000 tấn gạo mỗi năm từ Campuchia bắt đầu từ 2016, tức là Trung Quốc cam đoan sẽ nhập khẩu mỗi năm khoảng 100.000 tấn gạo từ Campuchia bắt đầu từ 2016 này, cung cấp kinh phí xây bệnh viện tại tỉnh tại một tỉnh Campuchia này, cung cấp máy tính, máy in và các thiết bị văn phòng trị giá 126.000 USD cho Bộ Ngoại giao Campuchia. Tức là đây là thiết bị máy móc. Như các bạn cũng biết rồi, nếu mà sử dụng những thiết bị máy móc của Trung Quốc thì rất có khả năng là sẽ bị cài những cái hệ thống nghe lén, và cái hệ thống này thì lại được dùng để cho trang bị cho Bộ Ngoại giao Campuchia, thì đây là điều rất nguy hiểm và không nước nào dùng như vậy cả. Đấy. Và viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 150.000 USD cho hỗ trợ xây dựng. Đấy, thì đây là những cái thông báo mà các bạn có thể tra cứu trên báo, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đưa thông tin này ngay sau cái livestream này để các bạn cùng biết.